first grade. Yesterday, we learned about adjectives. Xin chào các bạn khối 1. Hôm qua chúng ta đã nói về tính từ. We learned that adjectives are words that describe a person, place, or thing. Chúng ta học được là tính từ dùng để miêu tả về con người, nơi chốn và vật. We used adjectives to describe my dog, Luna. Chúng ta đã sử dụng tính từ để diễn tả chó của tôi, tên là Luna. We talked about Luna's size and said that she is small. Chúng ta nói về kích cỡ của Luna thì Luna của chúng ta nhỏ. We talked about the number of dogs I have, just one Luna. Và cô cũng đã nói về cô có bao nhiêu chó, con chó thì là cô chỉ có một thôi, là Luna. We talked about what color Luna is, she's orange. Và chúng ta cũng đã nói về màu sắc của Luna thì cô ấy màu cam. And we talked about her texture or how she feels when I touch her and said she is fluffy. Thì chúng ta cũng đã nói về kết cấu cấu tạo của Luna thì Luna nhiều lông. So today I'm going to use these adjectives to write about my dog. Và cũng như vậy, hôm nay chúng ta sẽ sử dụng những tính từ này để miêu tả về chó. All right, when I'm writing, I'm going to remember all of my sentences have a capital letter, finger spaces, and punctuation at the end. Và chúng ta cũng phải nhớ những quy tắc trước khi viết bài, đó là về khoảng cách giữa các từ nè, viết hoa đầu dòng và dấu chấm câu. All right, in my introduction, I'm going to say my dog is named Luna. Con chó của tôi tên là Luna. I have one dog. Cô có một con chó. Remember, one is one of the adjectives we used to describe Luna. Và nhớ là một đang là tính từ để miêu tả chúng ta có bao nhiêu bạn chó. Luna is a small dog. Bạn Luna là một bạn chó nhỏ. Small was one of those adjectives we used yesterday. Và small cũng là một trong những tính từ mà chúng ta đã sử dụng để miêu tả hôm qua. All right, one of our adjectives was orange. Một tính từ khác đó là màu cam. I'm going to write a sentence with the word orange. Và cô sẽ viết một câu có chứa từ màu cam. She is an orange dog. Và cô ấy là một bạn chó màu cam. And then fluffy. Luna has a lot of fur. She is so fluffy. Luna có rất nhiều lông, cho nên chúng ta sẽ miêu tả là bạn ấy nhiều lông, lắm lông. All right, I just need a conclusion. Ooh, I love my dog Luna. Và để kết thúc cho đoạn văn này thì cô đã viết là cô rất yêu bạn chó của mình Luna. All right, first grade, now it's your turn. Using the adjectives you came up with on Monday, you write a paragraph about whoever you described. Và bây giờ là tới lượt của tụi con. Tụi con sẽ sử dụng những tính từ để miêu tả về người hoặc là vật nuôi của tụi con nhé. We can't wait to see your writing. Goodbye!